ta là chỉ cái điểm, một cái điểm trên cái đối tượng mà nó tiếp xúc, đối tượng đầu tiên mà chúng ta cho tiếp xúc đó, thì chúng ta mới là chúng ta di chuột lên trên này nè, đó chúng ta click vào vòng tròn, click chuột trái vòng tròn, chúng ta lại click chuột trái trên cái đối tượng bên này nữa nè. Rồi bây giờ chúng ta mới xác định đường kính, chúng ta thấy cái chỗ cái vị trí trỏ chuột đó hỏi chúng ta nè, cái đường kính là bao nhiêu vậy, bán kính là bao nhiêu vậy, chúng ta nói bán kính bằng 5, chúng ta enter thì chúng ta có cái vòng tròn đó. Thì đó là cách dễ thứ hai. Tôi trình bày quý vị các bạn những cái lệnh vẽ cơ bản trong những cái như những cái phần bài trước tôi đã hướng dẫn quý vị các bạn. Trong cái phần bài này tôi muốn nói quý vị các bạn rằng chúng ta cần phải nắm được cái nguyên lý, cái cách mà chúng ta dựng hình để chúng ta có thể thao tác và chúng ta thực hiện trên những cái bản vẽ khác nhau. Thì sau này chúng ta sẽ thực hiện dựng những cái bản vẽ mặt bằng của xây dựng hay là kiến trúc. Nhưng mà chúng ta thấy rằng cái nguyên lý và cái cách dựng hình của nó cũng dựa trên cái cách mà chúng ta nhìn ở đây. Vậy thì cái người vẽ giỏi hay vẽ dở, nhanh hay chậm, đó không phải là do chúng ta thao tác nhiều trên bàn phím, bởi vì số lệnh nó cũng không quá nhiều. Nhưng mà cái cách mà chúng ta nhìn để phân tích bản vẽ, chúng ta tổ chức layer như thế nào, cái cách chúng ta bắt đầu từ đâu để dựng hình, cái đó mới là cái điểm mà chúng ta cần phải lưu ý. Bây giờ chúng ta quay trở lại màn hình của chúng ta thấy nè, cái bản vẽ chúng ta. Tôi sẽ cắt bỏ hết những cái đoạn nào dư. Thì quý vị các bạn biết cái lệnh cắt ở đây này, chúng ta đánh trim TR, chúng ta enter và chúng ta chọn hết tất cả những cái vùng nào mà chúng ta không thích. Đó, thì chúng ta có thể chọn nó cắt. Bây giờ chúng ta còn cái những cái đối tượng sau cùng thì chúng ta xoay cái qua cái bản vẽ của chúng ta để chúng ta xem nó nè, chúng ta nhìn cái window đây nè. Chúng ta chọn cái bản vẽ mẫu mà tôi đã vẽ trước đó. Chúng ta thấy gì ở đây? Quý vị các bạn còn nhớ là cái khoảng cách từ đây đến đây nè là 30 mm hồi nãy tôi offset. Tất nhiên quý vị các bạn có thể vẽ cái bàn, cái ghế, cái gì đó tùy theo ý chúng ta muốn thôi. Ở đây là cái hình mà tôi minh họa, nó có mang tính sư phạm ở đây. Thứ hai nữa là hai cái góc hợp ở chỗ này nè, cái khoảng cách từ đây đến đây là từ cái điểm gốc này nè cho đến cái giữa này là 30 mm. Cái góc chỗ này là 90. Góc là 90 độ. Vậy thì hai cái góc bên này ở đây 30, từ khoảng từ dưới này lên tới đây tới tâm, từ tâm tới cái đường dưới này nè, từ cái tâm của này nè cho đến cái đường phía dưới này, phía đáy này đó là cũng là 30. Vậy thì cái góc chỗ này chúng ta chỉ cần đơn giản là vẽ một cái điểm, vẽ một cái đường thẳng từ cái điểm điểm chỗ này nè vào thẳng ở tâm. Đó, bây giờ chúng ta sẽ vẽ đó. Sau đó chúng ta sẽ vẽ một cái vòng tròn. Tiếp xúc đối tượng này, tiếp xúc cái vòng tròn có bán kính là 3 mm. Chúng ta cắt bỏ những phần dư thì chúng ta có được cái hình đường bên này. Sau khi cắt bỏ đó thì chúng ta sẽ đối xứng toàn bộ đối tượng qua đây. Còn đối chuyện với hai cái lỗ ở bên này nè, chúng ta thấy thì chúng ta thấy nè, cái khoảng cách từ cái tâm này ra tới đây á, là 48 mm và cái lỗ này là 10 ly cho nên mỗi bên bán kính là 5. Thì chúng ta chỉ đơn giản là offset cái đường này nè, ra đây 48, offset ra đây 5, offset ra đây 5. Và chúng ta có thể đối xứng này qua đây cũng được, qua cái hình bên này. Thì chúng ta bây giờ chúng ta sẽ thao tác như vậy. Chúng ta trở sang cái bản vẽ của chúng ta. Chúng ta chọn Window, chọn vào cái bản vẽ B mà chúng ta muốn. Đó. Bây giờ quý vị các bạn thấy nè, để dựng hình, tôi gõ offset từ bàn phím. Tôi xác định cái khoảng cách là 30. Ngay cái vị trí mà trỏ chuột đó, tôi click Enter. Tôi chọn cái đối tượng ở đây. Select Object. Click vào cái đường tâm này nè. Rồi tôi click chuột về phía mà tôi muốn. Thì tôi có một cái khoảng cách ở đây nè, là đây là 30. Cái điểm này, giao điểm này sẽ là cái điểm dựng hình tạm mà tôi lát nữa tôi sẽ xóa cái đường này đi. Đó là cái mẹo của chúng ta thôi. Bây giờ chúng ta mới gõ Beeline từ bàn phím, gõ BL. Đó, chúng ta gõ dễ đường Beeline, Enter. Vậy thì điểm đầu tiên đó, chúng ta chọn vào cái điểm này. Và điểm thứ hai là chúng ta chỉ vào cái tâm này. Chúng ta Enter. Vậy thì cái đối tượng của chúng ta rõ ràng là chúng ta đã vẽ xong. Giờ chúng ta sẽ cắt bỏ phần dư này thôi. Muốn cắt bỏ phần dư này thì quý vị các bạn chúng ta làm gì? Chúng ta gõ TR từ bàn phím, lệnh trim, Enter. Và chúng ta chọn hết cái đối tượng ở đây nè. Đó, click chọn hết cái đối tượng đó, Enter. Để cho nó xong cái phần chọn cảnh cắt. Sau đó ta mới click chuột, ta bỏ hết những cái phần dư ở đây. Chúng ta có được cái đường này rồi. Giờ ta xóa cái đường bên này nè. Đó, ta bấm phím E, Enter và
xóa cái đường đó đi. Tới đây, quý vị các bạn thấy cái hình của chúng ta. Chỗ này nó có cái bán kính là 3 mà chúng ta không thể fillet được, bởi vì nếu chúng ta fillet thì đây là một cái đường thẳng và đây là một cung cong, là một cái đây là đường, cái đường tròn mà. Thành ra chúng ta không thể fillet này được mà chúng ta phải dùng cái lệnh vẽ vòng tròn C. Chúng ta gõ TTR giống như nãy chúng ta vẽ cái cung ở bên cung cong ở trên, chúng ta enter. Và chúng ta chỉ vào đối tượng tiếp xúc thứ nhất là lít đây. Lít trục trái đây. Chúng ta chỉ vào đối tượng thứ hai là đây. Xong đó chúng ta xác định bán kính. Đó, chúng ta thấy bán kính ở chỗ cái chuột á, trỏ chuột của họ chúng ta trả lời là 3 mm, enter. Chúng ta có được cái vòng tròn đó, chúng ta thu lại gần chúng ta xem. Đó. Chúng ta thấy là đây nó rõ ràng nó có một cái cung bán kính là 3 tiếp xúc với hai đối tượng. Chúng ta cắt bỏ những cái phần dư của nó. Ta gõ TR từ bàn phím, enter. Và chúng ta chọn hết cái vùng chỗ đó. Ta cắt bỏ những cái phần dư. Quý vị các bạn thân mến, tức là chúng ta nhìn thấy cái chuyện mà chúng ta dựng hình, cái độ nhạy bén trong cái chuyện phân tích, chọn cái đối tượng để dựng hình thật sự là quan trọng. Chúng ta thấy cái lệnh vẽ trong AutoCAD không đóng vai trò quyết định hay là có một cái ý nghĩa nào đó trong cái chuyện mà chúng ta dựng hình vẽ AutoCAD, đặc biệt là AutoCAD 2D. Sau này nếu quý vị các bạn thuần thục cái lệnh vẽ của phần 2D rồi thì quý vị các bạn thấy là khi chúng ta vẽ là mô hình 3D. Khi mà nghe nói tới vẽ mô hình 3D thì nhiều người cảm thấy rất là ngại. Tức là đối với lại đồ họa máy tính mà vẽ 3D này nó ngại. Nhưng mà gốc rễ của vấn đề nằm ở đâu? Tức là chúng ta thấy rằng nếu chúng ta vẽ 2D giỏi thì chúng ta vẽ 3D là một cái bước chúng ta cần khoảng chừng 6 lệnh chúng ta có thể dựng được 3D. Mà khi chúng ta đã dựng 3D thành thạo rồi, chúng ta chuyển qua những phần mềm 3D khác là những cái bước nó kế thừa với nhau rất là nhiều. À, chúng ta thấy nhìn nó có tương tự với nhau trong phần mềm đồ họa máy tính. Bây giờ tôi xoay lại bên cái bản vẽ của ta. Chúng ta thấy như thế nào. Bây giờ cái đối tượng này nè, bây giờ tôi sẽ đối xứng cái đối tượng này qua đây. Tôi gõ MI Mirror. Ta chọn tất cả cái đối tượng mà chúng ta muốn đối xứng là đây. Và chúng ta enter để kết thúc cái phần chọn đó. Bây giờ ta mới chọn cái điểm đầu tiên là cái tâm này nè. Chúng ta chọn cái điểm thứ hai ở đây nè. Đó. Và chúng ta enter. Cái đối tượng chúng ta đã được đối xứng qua rồi. Đó là cái chuyện mà vẽ máy á. Quý vị các bạn thấy là nếu chúng ta vẽ một cái mặt bằng nhà tương đối mà phức tạp, nếu chúng ta vẽ bằng tay và thậm chí chúng ta muốn cập nhật nó, sửa đổi nó thì cái chuyện đó nó tốn nhiều thời gian và công sức. Nhưng nếu mà vẽ trên máy thì nếu chúng ta chỉ phân tích nó, chúng ta thấy nó đối xứng, có thể là chúng ta đối xứng nhiều lần thì chúng ta chỉ cần vẽ một cái ô rất là nhỏ và chuyện sửa chữa là nhanh chóng. Đó. Sau này những cái phần mềm khác như là Revit Building hay chẳng hạn, hay là bên là Architectural Desktop để vẽ nhà, hay là Inventor hay Mechanical Desktop để vẽ cơ khí, thì quý vị các bạn thấy là cái chuyện mà chúng ta sửa chữa các đối tượng tham số đó còn đơn giản hơn nữa. Tức là AutoCAD vẫn có những cái lợi điểm nhất định, nhưng so với những phần mềm mà đối tượng tham số trong 3D thì chúng ta thấy là nó vẫn còn có một số điểm hạn chế. Bây giờ tôi sẽ làm cái việc là tôi tạo cho hai cái lỗ bu lông ở bên phía bên này nè, bằng cách là quý vị các bạn gõ offset từ bàn phím, chúng ta enter. Và chúng ta xác định khoảng cách, chúng ta gõ là 48 mm, enter là bàn phím nữa. Sau đó chúng ta mới chỉ vào cái đường tâm này nè, chúng ta lít chuột về phía bên phải, chúng ta chỉ vào cái đường tâm này nè, chúng ta lít chuột về phía bên trái, thì chúng ta sẽ thấy hai cái đường tâm đó cách cái đường ban đầu là bao nhiêu, là 48 mm. Chúng ta enter để kết thúc cái lệnh đó. Chúng ta lại enter để trở lại cái lệnh offset, và ta cho khoảng cách ở đây là 5 mm. Chúng ta enter, chọn cái đường này nè, ta chọn cái đường thẳng ở đây nè, đó là đường tâm, bấm chuột vào nó, bấm chuột bên trái, bấm chuột vào nó, bấm chuột bên phải, và chúng ta sẽ làm tương tự cho cái đối tượng bên trái này luôn, cũng như vậy, lít chuột vào đây, chỉ bên trái, lít chuột vào đây, chỉ bên phải, thì chúng ta sẽ cắt bỏ những cái phần dư này, chúng ta gõ TR từ bàn phím, trim đó, chúng ta chọn hết cái đối tượng ở đây nè. Enter để chúng ta cắt bỏ những cái phần dư của nó. Đó, bây giờ tôi cắt bỏ hết tất cả những phần dư. Cắt bỏ những cái phần nào mà tôi không mong muốn. Tương tự như vậy, tôi click chuột, tôi bấm bỏ hết.
Cái chuyện này chúng ta làm rất là nhanh, bởi vì chuyện này đối với quý vị các bạn chúng ta đã khá quen thuộc rồi. Chúng ta enter đây để kết thúc cái lệnh đó. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta trong cái thao tác cuối cùng đó chính là chúng ta sẽ chuyển cái đối tượng của chúng ta sang cái layer, gọi là layer đường khuất, để chúng ta kết thúc cái phần vẽ. Còn cái chuyện trong những phần sau, tôi sẽ hướng dẫn quý vị các bạn ta tạo lại một cái kiểu kích thước và chúng ta sẽ cho kích thước cái đối tượng của chúng ta đó. Bây giờ nhìn xem ở đây. Ở đây á, là ta có một cái lỗ khoan suốt ở đây. Lỗ khoan suốt này, cái đường này là đường tâm, nhưng mà nó ngắn vậy thì không đúng. Quý vị các bạn không có lệnh, chúng ta lít chuột vào đây. Chúng ta thấy là cái biểu tượng hai đầu nút đó nó hiện lên, chúng ta lại lít chuột vào cái đầu màu xanh dương ở trên này nè. Đó, chúng ta di lên phía trên. Rồi chúng ta lại lít chuột vào cái nút phía dưới này, chúng ta kéo xuống để cho cái đường nó dài hơn chút. Vậy thì chúng ta kéo giãn đối tượng đó bằng cái lệnh gọi là kéo giãn lệnh stretch. Bây giờ chúng ta mới thực hiện cái chuyện là chúng ta chuyển cái này bằng cách di dời chuột lên trên, chọn vào match property. Chúng ta match property gắn chất nó, click vào match property. Chúng ta chỉ vào cái bấm chuột vào cái đường màu vàng ở đây nè, chỗ vị trí mà chúng ta thấy nó có sáng lên đó, ta click chuột đó để làm đối tượng nguồn. Và ta click vào hai cái đối tượng mà ta muốn chuyển, thì lúc đó hai đối tượng này chuyển qua cái layer gọi là layer đường khuất. Và ta zoom lại, thu nhỏ lại, chúng ta làm điều tương tự cho cái đối tượng ở bên này. Enter. Rồi chúng ta thu lại toàn bộ màn hình chúng ta để quý vị các bạn nhìn thấy cái hình của chúng ta tới đây là hoàn chỉnh. Và như vậy thì chúng ta sẽ lưu cái bảng này lại. Chúng ta chọn vào Shell, Control S ở chỗ này để chúng ta lưu cái bản vẽ của chúng ta. Kính thưa quý vị và các bạn, tới đây thì tôi đã trình bày quý vị các bạn cái cách mà chúng ta phối hợp các cái lệnh để chúng ta tạo ra cái bản vẽ 2D. Chắc là quý vị các bạn cũng nắm được cái nguyên lý của nó để chúng ta có thể tạo cho những cái hình phức tạp hơn. Thì những cái phần sau tôi sẽ trình bày quý vị các bạn cái chuyện là chúng ta cho cái thước và tạo khung tên cho cái bản vẽ này. Thì phần trình bày cho cái nội dung ngày hôm nay đến đây tạm kết thúc. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.